Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh KTM 1290 Super Adventure 2024 chính thức ra mắt thị trường Bắc Mỹ. KTM Bắc Mỹ vừa thông báo về cái sự trở lại của cái dòng xe 1290 Super Adventure 2024. Tuy nhiên cái mẫu xe này lại không được cập nhật về cái thiết kế và động cơ cho cái năm mới, nhưng chúng sẽ có kem màu sơn mới bớt cái tông màu xám làm chủ đạo. Cái điểm nhấn cái màu cam và cái biến thể KTM 1290 Super Adventure S 2024 cũng sẽ tỏa sáng bớt cái tông màu trắng mới và cái đồ họa là cam xanh đậm. Cả hai mẫu xe KTM 1290 Super Adventure 2024 đều được trang bị cho mình cái động cơ là LC8 V-Twin chung tích thật 1301cc làm mát bằng cái lỏng, có đường kính và hành trình piston 108 nhân cho 71mm, tạo ra cái công suất 158,20 lực. Nó được kết nạp cùng với hộp số 6 cấp và được trang bị một cái bộ ly hợp chống trượt viết tắt là BASC. KTM 1290 Super Adventure 2024 được tận dụng cho mình thiết kế cái phần khung sườn hình ống được mạ chrome moly sơn tĩnh điện. Ngoài ra, với một cái điểm thiên về cái đường trường nhiều hơn của cái biến thể là Super Adventure A và cái điểm là chuyên sâu về địa hình của cái phiên bản Super Adventure S, thì cái hai mẫu xe này đều trang bị hệ thống treo khác nhau, mặc dù cả hai đều có một cái bộ trợ lực tay lái DDB theo đúng tiêu chuẩn. Cụ thể, KTM 1290 Super Adventure S 2024 ở dòng cho mình cái phụ trước DDB SAT với hành trình ngược là 48mm cùng với cái giảm sóc sau DDB SAT. SAT là viết tắt của cụm từ là Semi Active Technology, có thể thực hiện cài đặt và điều chỉnh bằng cái cách sử dụng cái bảng điều khiển và cái hình TFT của nó. Nếu chọn cái gói là Suspension Pro Package được bổ sung thêm, sẽ có sẵn các cài đặt có thể điều chỉnh riêng cho cái phục trước và cái giảm sóc sau. Trong khi đó, KTM 1290 Super Adventure A 2024 thì sử dụng cái phục trước là DDB Explorer với cái hành trình ngược là 48mm đi kèm cái giảm sóc sau DDB Explore BDS cho biết sau. Hệ thống treo này có thể điều chỉnh là hoàn toàn và cái giảm sóc sau DBS sẽ đi kèm với cái nấm chỉnh ở bên ngoài để việc thực hiện điều chỉnh trở nên dễ dàng hơn. Cả hai phiên bản 1290 Super Adventure đều được trang bị cho mình phanh của Rainbow 4X với cái cặp đĩa trước gắn hướng tầm 320mm, trong khi phía sau đĩa đơn 267mm đến từ Bosch ABS đạt tiêu chuẩn ở cả hai bánh. Bánh xe là một trong những thiết kế khác cũng tạo nên cái sự khác biệt của KTM 1290 Super Adventure A và S của năm 2014. Trên cái biến thể Super Adventure A thì được trang bị cái bánh nan hoa do Aeron sản xuất, chúng là không có sâm và có cái vòng điểm Âu chuyên dụng ở một cái căm và để cải thiện các khả năng giữ phần không khí. Trên phiên bản Super Adventure S thì được trang bị cho mình cái cặp bánh xe hợp kim với cái lớp của Mita TerraFox A được phát triển riêng cho cái mẫu xe này. Cả hai cái chiếc Super Adventure 2024 đều có cái tay lái bằng nhôm rộng, có thể điều chỉnh và cái công tắc có đèn nền. Một trong những chi tiết khác nhau giữa cái bản A và S là ở chỗ ngồi. 1290 Super Adventure A đã được trang bị cái yên dạng là bậc liền với cái chiều cao là 34,6 inch, tương đương là 880m và cái chốt có yên thì bằng nút bấm. Theo đó thì 1290 Super Adventure S 2024 đã có chỗ ngồi riêng cho người lái và ngồi sau. Yên của người lái có thể được điều chỉnh là 2m và có thể tăng lên từ là 33,4 inch, tương đương là 849mm đến là 34,2 inch, tương đương khoảng là 869m. Nó cũng có cái nút bấm nhả ở chốt yên. Trên cái hai cái chiếc KTM 1290 Super Adventure 2024 đều có được trang bị cho mình màn hình TFT 7 inch chống chạy xước nhờ một cái công tắc 6 hướng nằm trên cái phần tay lái. Hãng KTM cũng cho biết việc điều hướng khi đang di chuyển nó dễ dàng hơn, kết nối Bluetooth với cái điện thoại thông minh cũng là cái trang bị tiêu chuẩn thông qua cái ứng dụng điện thoại thông minh KTM Connect. Điều đáng chú ý, cả hai phiên bản 1290 Super Adventure 2024 đều được trang bị cái túi đựng điện thoại USB để cho người chủ có thể sạc được điện thoại khi đang di chuyển.
KT1290 Super Adventure AVS 2024 đều được trang bị cho mình hệ thống kiểm soát tốc độ ổn định đến từ Bosch, với ABS khi bầu cua rất là nhạy cảm cũng như ABS chuyên dụng cho địa hình. Hệ thống giám sát Absolute cũng như cái phần đèn báo rẽ tự hủy cùng được trang bị là tiêu chuẩn. Chế độ lái địa hình, kiểm soát lực kéo địa hình và kiểm soát hành trình cũng là trang bị tiêu chuẩn. Tại cái thời điểm này, KT Bắc Mỹ vẫn chưa công bố mức giá cho phiên bản 1290 Super Adventure S 2024 và 1290 Super Adventure A 2024. Biết rằng chúng sẽ có mặt tại lý KTM bắt đầu vào trong tuần tháng 12 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.